Tại cánh đồng trồng đào tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội thì hàng nghìn cây đào đang chuẩn bị cho thu hoạch dịp Tết Nguyên đán, bỗng nhiên xuất hiện tình trạng rụng lá và chết dần. Theo người dân là sự việc này xảy ra do các công trình xây dựng gần đó đã chặn hết đường thoát nước, khiến cánh đồng bị ngập úng nặng. Gần 5 năm trồng đào tại khu vực này, đây là năm đầu tiên bà Nguyễn Thị Quế gặp phải tình trạng đào chết hàng loạt như thế này. Có gốc thì đã chết khô, có gốc thì éo úa, chắc chắn không thể ra hoa vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Chúng tôi thì nói chung là cũng bức xúc nhiều, tại vì là cái mồ hôi nước mắt của chúng tôi lao động cả một năm trời chỉ có trông vào cái đào, nhưng mà bây giờ nó chết 99% thì hỏi chúng tôi nhìn vào đâu, ăn bằng gì? Theo ước tính, cả cánh đồng đào này có khoảng 4.000 gốc đào bị chết, phải nhổ bỏ. Người dân cho biết tình trạng này xảy ra từ khi công trình xây dựng bên cạnh đi vào thi công đã lấp hoàn toàn đường thoát nước của cánh đồng, khiến đợt mưa kéo dài hồi tháng 8 năm 2019, nước không thoát được, khiến đào bị úng rễ. Vì trước giờ có bao giờ bị, cái bây giờ nó làm cái này rồi, chữa chặn này thì không, nước không thoát được. Mưa thoát hết đây thì công trình còn lấy hết rồi, lấp hết rồi, bây giờ mưa đến động mưa cái là ngập. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân phường Đông Ngạc cho biết, nguyên nhân gây ngập úng không chỉ do các công trình xây dựng, mà còn do người dân đã tự ý chuyển đổi cây trồng và lấp mất dòng kênh thoát nước ban đầu. Nhân dân đã tự trồng cây, đào chuyển đổi mục đích. Nhiều hộ thì đã lấp cả mương tiêu của phường, của xã. Hiện tại là trước mặt chúng ta đây là cả dải này là dân lấp hết. Nên cái việc tiêu thoát nước nó cũng bị ảnh hưởng. Thế ngoài ra thì có thi công cũng bị ảnh hưởng do cái hệ thống tiêu tràn. Nên là cái khu dự án thì nó là thực cái đất trũng. Sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban nhân dân phường Đông Ngạc đã tiến hành kiểm đếm và hỗ trợ cho bà con trồng đào là 35.000 đồng trên một gốc đào thương phẩm. Dự kiến cuối năm nay, Ủy ban nhân dân phường sẽ thực hiện nạo vét đường mương và đấu nối với hệ thống tiêu thoát nước của thành phố khi dự án xây dựng hoàn thành.